Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 11 bị cáo liên quan trong vụ hỗn chiến, gồm Trà Huy Trí 11 năm tù, Lê Văn Huy 7 năm tù cùng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Hai con của Trí là Trà Hưng Thọ 3 năm tù và Trà Huy Hoàng Anh 2 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. 7 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, ngày 22 tháng 6 năm 2022, Trà Huy Trí tổ chức ăn nhậu tại nhà và gọi con cháu trong gia đình đến để bàn chuyện trả thù việc mình bị nhóm côn đồ Mai Xuân Trí 27 tuổi và Lê Đắc Hiếu 26 tuổi cùng trú quận Hải Châu phục đánh bằng hung khí ở quận Thanh Khê. Vì bực tức khi nghe cha mình bị đánh, đồng thời thấy anh trai mình là Trà Hưng Thọ nghe điện thoại và bị nhóm của Mai Xuân Trí và Lê Đắc Hiếu khiêu khích, hẹn đánh nhau trên đường Đỗ Quang, nên Trà Hưng Hoàng Anh đã tức tốc kêu gọi Bảo, Trà Hưng Thọ gọi thêm Viên, Huy và vài người bạn nữa cầm theo hung khí chuẩn bị sẵn đến nơi hẹn. Trí và Hiếu bị gần 10 người trong nhóm của Hoàng Anh bao vây, dùng kiếm nhật và dao bầu chém nhiều nhát. Hậu quả Trí thương tích 34%, Hiếu thương tích 9%. Bên cạnh tuyên phạt mức án thích đáng cho các thành viên trong nhóm của Hoàng Anh, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng còn tuyên phạt Mai Xuân Trí 4 năm tù, Lê Đắc Hiếu 3 năm 6 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.